Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi hôm nay. Nga ồ ạt tập kích khắp Ukraine, tung đòn mới bằng tên lửa Kinzhan. Chiến sự Nga Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp các mặt trận phía Đông và Nam Ukraine. Các cuộc giao tranh vẫn xảy ra ở các hướng thành phố Kubian, tỉnh Kharkiv, Liman, Donetsk của tỉnh Donetsk, tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhia. Sự thật Ukraine liên tiếp bắn hạ tên lửa bất khả chiến bại của Nga. Lực lượng phòng không Ukraine liên tục tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa siêu thanh Kinzhan của Nga bằng hệ thống đánh chặn phê chốt của Mỹ. chưa gia Ấn Độ đã đưa ra góc nhìn khác về những tuyên bố này. 3 tháng xung đột Israel Hamas, liệu có ai chiến thắng? Đã hơn 90 ngày, xung đột Israel Hamas chưa có dấu hiệu kết thúc khi các bên vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Vậy các bên liên quan trong xung đột Israel Hamas đang ở vị thế ra sao sau 3 tháng bùng nổ giao tranh? Mỹ dần đơn thương độc mã trong chiến dịch bảo vệ Biển Đỏ. Đồng minh rút lui, những nước khác chỉ gửi lượng quân ít ỏi Liên minh tại biển đỏ do Mỹ khởi xướng đứng trước nguy cơ thất bại. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga ồ ạt tập kích khắp Ukraina, tung đoàn mới bằng tên lửa Kinzhan. Ngày 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này mở một loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ công nghiệp quân sự của Ukraina. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga tiến hành tấn công theo nhóm bằng cách sử dụng khí tài trên biển, trên không có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhan. Bộ này cho biết các cuộc tấn công xảy ra ngày 8 tháng 1 nhưng không cung cấp chi tiết về kết quả của các đợt tấn công này. Lực lượng không quân Ukraine cho biết quân Nga tấn công bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Ukraine trong ngày 8 tháng 1, khiến ít nhất 4 người không qua khỏi và 45 người bị thương. Tổn thất thiệt hại đối với cơ sở tầng dân sự được ghi nhận ở các tỉnh Zabrychia, Khmenitsky, Dnipropetrovsk và Kharkiv. Lực lượng này cho biết Nga phóng tổng cộng 59 tên lửa vào UAV và UAV vào Ukraine trong đêm ngày 7 sáng ngày 8 tháng 1. Ukraine đã bắn hạ 18 tên lửa hành trình và 8 UAV Shahed 136 131 của đế phương. Ngoài tiết là hành trình, lực lượng Nga còn sử dụng tên lửa phóng từ trên không, tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không dẫn đường. Tình trưởng Ben Gorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, Ukraina đã pháo kích vào khu vực này trong ngày 8 tháng 1, khiến ít nhất 3 người dân bị thương. Theo hãng thông tấn TASS, trong ngày 8 tháng 1, Ukraina đã bắn hơn 100 quả đạn vào nhiều khu vực đông dân cư tại tỉnh Ben Gorod. Về thiệt hại cơ sở tầng, ông Gladkov cho biết, hai cửa sổ của hai tòa nhà chung cư và một ngôi nhà riêng bị vỡ, ba ô tô hư hại, bốn xe tải bốc cháy do mảnh đạn gây ra. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động hiệu quả và phá hủy 10 quả đạn đang bay tới. Theo bộ này, Ukraine đã dùng hệ thống phá vật lực bắn loạt RM-70 Vampire do Cộng hòa Séc viện trợ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết một số UAV của đối phương cũng đã bị bắn hạ ở tỉnh Belgorod và Bryansk. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 8 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết lực lượng Ukraine đang ngăn chặn 9 cuộc tấn công của Nga ở tàng ngạn sông Dnipro và gần 40 cuộc tấn công ở 6 khu vực trên khắp các mặt trận. Theo bộ này, quân Nga vẫn chưa từ bỏ ý định đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí ở tàng ngạn sông Dnipro. Sự thật, Ukraine liên tiếp bắn hạ tên lửa bất khả chiến bại của Nga. Vài ngày sau khi Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 10 tên lửa siêu thanh Kinzhan do Nga phóng vào nước này, lại có một loạt tuyên bố mới liên quan tới việc các chuyên gia Ukraine thu hồi được đầu đạn kim gian bị bắn rơi nhưng chưa nổ vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Theo thông tin được trang Eurasian Time đăng tải, đầu đạn của tên lửa Kinzan KH-47M bị bắn hạ hôm 2 tháng 1 đã được vô hiệu hóa bởi đơn vị xử lý bom mìn của cơ quan khẩn cấp nhà nước DSNC Ukraine đóng tại Shevchenitsky, Kiev. Truyền thông nhà nước Ukraine cũng công bố những bức ảnh về hố đạn khổng lồ đang được khai quật và đội xử lý bom cẩn thận đưa đầu đạn khổng lồ ra. Những bức ảnh ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bão mạng và gây ra một cuộc tranh cãi giữa những người theo dõi quân sự thân Nga và thân Ukraine, với một bên là bác bỏ, còn bên kia thì ca ngợi. Trước đó, không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 10 tên lửa siêu thanh Kinzhan phóng từ máy bay MiG-31K trong cuộc tấn công trên không quy mô lớn diễn ra vào ngày 2 tháng 1. Cuộc tấn công này nhằm vào các cơ sở quân sự công nghiệp, cơ sở à tầng quan trọng với mục tiêu chính là thủ đô của Ukraine. Một số nhà quan sát quân sự của Ukraine cho biết, việc thu hồi được đầu đạn Kinzhan còn nguyên vẹn, có thể nó sẽ được tháo rời và phân tích để tìm hiểu thêm về khả năng, nguồn cung ứng và quy trình sản xuất, cũng như để có ý tưởng về cách tăng cường sức mạnh cho những nỗ lực đánh chặn tên lửa siêu thanh, được Moscow ca ngợi là bất khả chiến bại kể từ năm 2018. Một số chuyên gia cũng dự đoán rằng những thông tin về đầu đạn tên lửa Kinzhan mà Ukraine thu được có thể sẽ được chia sẻ với Mỹ và phương Tây. Việc chuyển giao công nghệ tên lửa bí mật cho các đối thủ chuyên kiếp ở phương Tây có thể không mang lại kết quả tốt cho Nga. Đây không phải là lần đầu tiên quan chức Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa Kinzhan. Vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng phòng không Ukraine đã bắn hạ một tên lửa siêu thanh Kinzhan của Nga bằng hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 vào tháng 5 năm 2023. Một đoạn video về đống đổ nát của Kinzhan và các mảnh vỡ của nó đã lan truyền trên mạng xã hội. Hiện cũng có nhiều thông tin về việc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhan. Tuy nhiên, việc Ukraine tuyên bố đánh chặn tất cả 10 quả tên lửa Kinzhan bằng hệ thống Patriot trong một ngày đã khiến nhiều người phải nhíu mày. Phản bác lại những thông tin này, Tư lệnh Không quân Ấn Độ Vijayder Katakul hiện đã nghỉ hưu, một người theo dõi sát tình hình xung đột nga-Ukraine cho biết, nếu đó thực sự là đầu đạn Kinzhan, đó là đầu đạn bị lỗi chưa nổ, chứ không phải là một đầu đạn bị bắn rơi. Tên lửa Kinzhan, còn được gọi là Dagger, là tên lửa siêu thanh của nga, có thể đạt tốc độ lớn hơn Mach 10 và tầm bắn từ 1.500 tới 2.000 km khi mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, nó có thể thay đổi đường bay khỏi vòng cung đạn đạo truyền thống, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn. Tướng Taku không đồng ý với việc tên lửa Kinzan đã bị Patriot đánh chặn, chưa nói tới việc thu hồi đầu đạn chưa nổ của nó. Ông tin rằng hiện chưa có hệ thống phòng không nào có khả năng bắn hạ tên lửa Kinzan, trừ khi nó ở rất gần điểm phóng. Người Ukraine có thể tuyên bố rằng hệ thống Patriot có thể bắn hạ Kinzan, tuy nhiên trong trường hợp đó họ sẽ chỉ tự làm mình xấu hổ vì PAC-3 là tên lửa tấn công tiêu diệt, nó sẽ không để lại một đầu đạn nguyên vẹn, tướng Taco khẳng định. Tướng Taco nói thêm, Patriot là hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa Kinzhan nếu đó ở gần. Tên lửa PAC-3 là loại tên lửa đánh chặn tấn công tiêu diệt. Trong trường hợp đánh chặn thành công, đầu đạn Kinzhan sẽ bị phá hủy. Khi các thông tin bắt đầu quay cuồng, cả hai bên đều đăng video minh chứng. Các blogger quân sự thân Nga đã đăng tải video cho thấy tên lửa Kinzhan đánh trúng các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Họ đặt câu hỏi về tuyên bố của Ukraine về việc đánh chặn 100% tên lửa. Ngược lại, các blogger quân sự thân Ukraine lại đăng tải video và hình ảnh tên lửa Kinzan bị đánh chặn. Thậm chí các nhà quan sát quân sự thân Ukraine và phương Tây đã đi xa tới mức đặt câu hỏi, liệu tên lửa Kinzan có tốc độ siêu âm hay không. Tuy nhiên, phía bên thân Nga lập luận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa có thể đánh chặn Kinzan hoàn toàn không tồn tại. Một số chuyên gia quân sự nhận xét rằng công nghệ hiện có không thể đánh chặn được tên lửa siêu thanh Kinzan đang di chuyển. Trong một bài phân tích trên trang Eurasian Times tướng Thaco đã bác bỏ tất cả những tuyên bố liên quan tới việc đánh chặn. Về cơ bản, coi những tuyên bố đó là không có thật. Lập luận của tướng Thaco dựa trên số lượng nhỏ máy bay chiến đấu MiG-31K, loại máy bay có thể phóng tên lửa Kinzhan hiện có trong kho khí tài của Nga. Theo thông tin của Isvestia vào tháng 12 năm 2023, không quân Nga hiện có hơn 20 máy bay MiG-31K. Tướng Thaco cho rằng, trước kia, Ukraine chỉ có thể biết về một số cuộc tấn công Kinzhan tiềm tàng bằng cách đế máy bay MiG-31K cất cánh. Bây giờ, họ còn dễ bị tấn công bất ngờ hơn do tên lửa Kinzhan có thể được phóng đi từ máy bay Su-34. Tướng Thakoi cho rằng, để có thể đánh chặn được mục tiêu trên không, trước hết hệ thống phòng không phải xác định được tọa độ của vị trí đánh chặn, nơi mục tiêu và tên lửa đánh chặn sẽ đến đồng thời. Tướng Thakoi nhấn mạnh rằng, với công nghệ hiện nay, việc đánh chặn một tên lửa siêu thanh đang cơ động trong giai đoạn cuối gần như là không thể. Trường hợp có thể đánh chặn được tên lửa Kinzhan chính là khi nó vừa được phóng ra khỏi máy bay MiG-31K và đang ở giai đoạn leo cao tới ranh giới tầng bình lưu. Tuy nhiên điều đó đòi hỏi phải đặt trận địa Patriot rất gần địa điểm phóng tên lửa Kinzhan. Và với tầm bắn 2.000 km của Kinzhan, khó có khả năng một khẩu đội Patriot sẽ được tìm thấy trong phạm vi 30 km. Tầm bắn của tên lửa đánh chặn PAC-3 tính từ địa điểm mà MiG-31K phóng Kinzhan. Tướng Thao kết luận, Ukraine chưa bao giờ đưa ra bất cứ bằng chứng vật chất nào về tuyên bố bắn hạ được Kinzhan. Ngay cả hình ảnh đầu đạn tên lửa Kinzhan mà ông Vitaly Klitschko, thị trưởng Kiev khoe vào ngày 6 tháng 5 năm 2023, khác xa loại đầu đạn mà DSNC đào được hôm 5 tháng 1 năm 2024 vừa qua. 3 tháng xung đột Israel-Hamas, liệu có ai chiến thắng? Xung đột Israel-Hamas đã kéo dài qua tháng thứ tư, đã bán cho câu hỏi ai chịu tổn thất nhiều nhất trong cuộc xung đột, chắc chắn là dân thường. Với hơn 22.000 người Palestine và khoảng 1.200 người Israel không qua khỏi. Ngoài ra, theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 85% người dân Gaza phải di rời và 1 phần 4 dân số đang phải đối mặt với nạn đói. Vậy các bên liên quan trong xung đột Israel Hamas đang ở vị thế ra sao sau 3 tháng bùng nổ giao tranh? Tờ The Conversation dẫn đánh giá từ nhiều chuyên gia cho rằng Israel cho tới nay vẫn chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra từ đầu cuộc chiến, bao gồm loại bỏ Hamas và trả tự do cho tất cả người Israel bị Hamas bắt làm con tin. Hamas thời điểm này vẫn tiếp tục sử dụng mạng lưới đường hầm để phục kích binh lính Israel và bắn rocket sang lãnh thổ Israel. Vẫn còn khoảng 130 người Israel đang bị Hamas bắt làm con tin. Thời gian qua, chỉ có một con tin được lực lượng phòng vệ Israel giải thoát, còn lại được trả tự do thông qua trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập. Israel đạt một số thành công mang tính biểu tượng khi tuyên bố tiêu diệt nhiều lãnh đạo Hamas. Tuy nhiên, hai lãnh đạo Hamas ở giải Gaza mà Israel muốn loại bỏ nhất là lãnh đạo chính trị Jaya Shinwa và lãnh đạo quân sự Mohamed Deif vẫn chưa hề hấn gì. Về ngoại giao, Israel vẫn được sự ủng hộ từ Mỹ, nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây công khai gây áp lực buộc Israel phải thay đổi chiến thuật nhằm giảm thiểu tổn thất cho dân thường vấn đề Gaza tại hậu xung đột Israel Hamas cũng tạo mâu thuẫn giữa Mỹ và Israel. Chính quyền thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ không chấp nhận việc Hamas tiếp tục còn lại giải Gaza, cũng như việc chính quyền Palestine tiếp quản giải đất này. Trong khi đó, ông Biden ủng hộ ý tưởng chính quyền Palestine quản lý giải Gaza. Israel cũng đang đứng trước áp lực từ dư luận quốc tế cho chiến dịch ném bom quy mô lớn của nước này vào Gaza. Điều này thể hiện trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước, trong đó 153 trên 193 quốc gia thành viên kêu gọi ngừng bắn. Thành công lớn nhất của Hamas tới lúc này là vẫn đứng vững trong xung đột với Israel. Theo tuyên bố từ Israel, các binh sĩ nước này đã loại bỏ hoặc bắt khoảng 9.000 trên 30.000 chiến binh Hamas từ đầu xung đột. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng, để giành chiến thắng, Hamas không cần phải đánh bại lực lượng phòng vệ Israel, mà nhiệm vụ chính là sống sót sau các đợt tấn công của đối phương. Về đối ngoại, 3 tháng chiến sự mang lại cho Hamas một số thành tựu. Đáng chú ý nhất là việc Hamas đã đưa vấn đề Palestine lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận về Trung Đông. Bên cạnh đó, các nước Ả Rập trong khu vực bộc lộ sự phẫn nộ rõ ràng với Israel, dù trước đó có nhiều biểu hiện tích cực trong việc bình thường hóa quan hệ. Theo The Conversation, thăm dò dư luận cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Hamas đã tăng từ 12% lên 44% ở bờ Tây và từ 38% lên 42% ở Gaza trong 3 tháng xung đột Israel-Hamas diễn ra. Giới phân tích dự đoán, nếu có thể tổ chức các cuộc bầu cử ở Palestine ngay bây giờ, Kết quả có thể khiến Israel và Mỹ khó chịu. Mỹ thể hiện sự hộ mạnh Israel từ đầu xung đột. Tuy nhiên các diễn biến gần đây cho thấy Washington khó có thể tác động tới kế hoạch chiến tranh của Israel. Tuần trước sau những chỉ trích từ Mỹ về kế hoạch di rời dân thường Gaza, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvi đã đáp trả rằng Israel không phải là một ngôi sao trên cờ Mỹ và trước hết chúng tôi làm những gì có lợi cho nhà nước Israel. Ngay đầu năm 2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nỗ lực thuyết phục Israel chấm dứt chiến tranh, sau không thành công, Hiện tại ông Blinken đang có chuyến công du còn thoi từ Trung Đông, nhưng rất khó cho nhà ngoại giao Mỹ trong việc mang lại bất cứ thay đổi nào. Bản thân Mỹ cũng chịu ảnh hưởng khi thể hiện sự ủng hộ Israel, ngày càng nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trên toàn nước Mỹ. Nội bộ dưới lãnh đạo Mỹ cũng chia rẽ trong chuyện viện trợ Israel. Theo chuyên gia, những điều này có thể tác động đáng kể tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2004. Về phía Iran, nước này đã cho thấy một vai trò vừa phải trong xung đột Israel-Hamas thông qua các nhóm Hồi giáo vũ trang được Iran hậu thuẫn trong khu vực nhóm vũ trang Hezbollah của Liban vẫn nã tên lửa sang Israel mỗi ngày. Nhóm Houthi của Yemen tiếp tục tấn công tàu thuyền qua biển đỏ. Các nhóm vũ trang ở Syria và Iraq vẫn thường xuyên tấn công căn cứ quân sự Mỹ. Chưa do dự đoán, Iran vẫn sẽ duy trì cách tiếp cận này trong thời gian tới. Mỹ dần đơn thương độc mã trong chiến dịch bảo vệ biển đỏ. Lầu Năm Góc tuyên bố thành lập một liên minh hải quân lớn vào cuối năm 2023 để đảm bảo an ninh hàng hải tại biển đỏ trong bối cảnh xảy ra một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại liên quan tới Israel bởi lực lượng dân quân Houthi ở Yemen. Lugi, Binelli, Mantelli, đô đốc người Ý và cựu tham mưu trưởng hải quân Ý và bộ tham mưu quốc phòng Ý cho rằng việc phương Tây không thành lập được một liên minh để bảo vệ biển đỏ là một dấu hiệu đáng lo ngại cho sự đoàn kết của NATO và EU. Pháp và Ý sẽ không tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu tại biển đỏ. Điều này sẽ không có tác động từ quan điểm hoạt động, vì hải quân được huấn luyện tốt để phối hợp hành động ngay cả bên ngoài một chuỗi chỉ huy nhất định. Nhưng về mặt chính trị, đó là bằng chứng về sự gắn kết yếu kém của chúng ta với NATO cũng như các đối tác EU. Lugi bellini Banteni nói, vì sĩ quan này cho rằng khối phương Tây cần sửa đổi và mở rộng vai trò của mình đối với sự ổn định và an ninh của thế giới. Đồng thời kêu gọi Bruxelles tỉnh giấc khỏi giấc mơ đại kết nối và suy nghĩ kỹ về sự vững chắc của chính mình. Liên minh chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng chống lực lượng Houthi tại Biển Đỏ do Washington lãnh đạo đã có một khởi đầu khó khăn sau khi các đồng minh chủ chốt của phương Tây, bao gồm Ý, Pháp, Tây Ban Nha từ chối tham gia, trong khi các nước khác bao gồm Hà Lan, Na Uy, Úc và Canada chỉ cam kết gửi một số ít quân nhân mà không có tàu chiến. Hầu thi tại Yemen, lực lượng dân quân Shia bắt đầu chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại thuộc sở hữu của Israel hoặc trên đường đến hoặc đi từ Israel vào tháng 11 năm 2023 để ủng hộ Hamas và phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza. Các lãnh đạo của Houthi nhiều lần tuyên bố Biển Đỏ sẽ biến thành nghĩa địa của liên minh. Nếu các cường quốc phương Tây cố gắng tấn công lực lượng này tại Yemen, sự căng thẳng giữa Mỹ và lực lượng dân quân trở nên nguy hiểm sau vụ việc ngày 31 tháng 12 khi 10 chiến binh Houthi trên những chiếc thuyền nhỏ cố gắng chiếm giữ một tàu thương mại nhưng đã bị trực thăng cất cánh từ nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ tiêu diệt. Nhưng người Houthi vẫn tỏ ra rất thách thức, hứa sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại liên kết với Israel. Đồng thời cảnh báo, Biển Đỏ cũng sẽ trở nên không an toàn đối với các nước tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu. Chiến dịch của lực lượng dân quân Yemen đã khiến các hãng tàu lớn phải dừng hoạt động qua biển đỏ, buộc các tàu phải đi một chặng đường dài giữa châu Âu từ châu Á tới phía nam châu Phi, làm tăng thêm hàng nghìn hải lý với hàng triệu đô la chi phí vận chuyển tăng thêm mỗi hành trình. Báo NPS của Tây Ban Nha đưa tin rằng cho tới nay, ít nhất 18 hãng tàu đã buộc phải định tuyến lại các tàu và chiến dịch thì đã khiến chi phí vận chuyển toàn cầu tăng khoảng 170%. Theo ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tỉnh báo Mỹ, cách duy nhất mà chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng có thể giữ cho biển đỏ vận hành an toàn là tiến hành các cuộc tấn công chống lại khả năng phóng tên lửa vào máy bay không người lái của Houthi với hy vọng ngăn chặn chúng trước khi chúng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, Houthi đã tuyên bố rõ ràng nếu bị tấn công, họ sẽ mở rộng xung đột và nhắm mục tiêu vào việc sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út và UAE, đe dọa nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu. Trong khi việc nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái di động không phải là nhiệm vụ đơn giản, Ả Rập Xê Út sử dụng sự hỗ trợ của tình báo Mỹ để nhắm mục tiêu đã không thể ngăn chặn lực lượng Houthi phóng tên lửa vào máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Ả Rập Xê trong toàn bộ cuộc xung đột đang diễn ra. Mỹ có thể sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Nói tóm lại, bằng cách bắt đầu chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, Mỹ dường như đã tự tạo ra một cái bẫy cho chính mình vì nó sẽ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi và hành động như vậy có thể sẽ mở rộng phạm vi và quy mô của cuộc xung đột, gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Ông Scott Reuters cho rằng tất cả những điều này có thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại từ tổng thống Mỹ Joe Biden tới thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ đạo Tel Aviv chấp nhận lệnh ngừng bắn và cho phép gửi viện trợ nhân đạo tới người Palestine ở Gaza. Nhưng thay vào đó, Mỹ đang hủy hoại vị thế của mình trên thế giới bằng cách công khai tạo điều kiện cho lực lượng phòng vệ Israel tiến hành tấn công cả thường dân Palestine, đồng thời làm suy yếu uy tín về khả năng săn đe của quân đội Mỹ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo